cái này. Eagle Esports bảo Đào Nhân Tân đó là tình huống 4v4, trong đó là bóc hề mình. Họ sẽ không hề liên quan đến về trong tình huống combat ở trong game đấu cuối. Và bây giờ Shy lần hạng cho mình được cái mạng của Tuấn Z và đưa về tình huống là 3v4. Vâng, cả Eagle và cùng với Bảo Nam Như Thật họ bắt buộc phải di chuyển, và trên con đường di chuyển họ sẽ phải bắn chéo vào lẫn nhau. Bộ đôi bên phía của Boxing Gaming vẫn là những quả smoke tự làm mù chính mình luôn. Nick đã chủ động di chuyển ra khu vực bên ngoài nhà vệ sinh để trong trường hợp bộ đội bên phía của Bảo Nam công vào thì còn có thể ra ngoài và phản kháng. Đây thì Tuấn Z đã bò lên và có thể cứu lại được rồi, vẫn có thể cứu lại nhưng không, vẫn đang là những học sinh bên phía của Bảo Nam bắn, thậm chí hở một tí giày ra tôi cũng bị bắn vào luôn mà. Quá nhạy đến từ các thành viên bên phía team Bảo Nam, và chúng ta nhìn thấy những hòn đất nó đang cực kỳ đẹp dành cho Bảo Nam. Với Bảo Nam và Evil Esports họ bắt buộc phải triệt tiêu nhau thôi. Còn với Bóc Gaming thì đây sẽ là một trận đấu mà Viêm Tiên họ có được cho mình cái top 2 trên bảng tổng điểm. Nếu mà không có điều gì bất ngờ, Tuấn Z đã bắt đầu ăn miếng trả miếng thành công. Đó là câu trả lời đến từ các thành viên Evil Esports. Bảo Nam mất đi vị trí ở Silent, nhưng đây sẽ là góc khó cứu hơn rất nhiều so với các thành viên bên phía Evil Esports. Và thậm chí thì Bảo Nam mất thêm cả một vị trí đó là Mark LV nữa. Vâng, chúng anh thấy Evil Esports đã có điểm rơi vọng động cực kỳ tốt tại PMPL lần này. Ở đây thì Tuấn Z tâm chiến quay luôn cả sang bắn không cho Box Gaming có cơ hội quay ra gạt giò đối phương của mình. Bắt đầu ẩn vào smoke để có thể di chuyển. Nam Sinh vẫn đang bò. Nam Sinh vẫn đang bò cấp và Bảo Nam thì giật Silent trong tình huống này vẫn muốn được cứu lại rồi. Vòng bò tù vào rồi và ngay tức thì Nam Sinh đã bị phát hiện ra bởi các thành viên bên phía của Bảo Nam. Mắc LV có xe, F1 cũng không thể chạy được. Nào, như vậy sẽ là top 3 dành cho đội bên phía của Eagle Esports. Còn với Bảo Nam thì họ cứu lại được ai không? Chỉ cứu lại được một người. Vậy là Bảo Nam họ quyết định chủ động tanh lên. Ngay lập tức bao cái mình họ không bổ sung thêm cho mình được số kill cho tiếng combat. Và rồi Frick chỉ còn cho mình có một máu thôi. Su Noam Cap One và đó sẽ là tiểu 2v2. Và bây giờ sẽ là câu trả lời các thành viên bên phía Team Bóng Gaming. Liệu cái chức vô địch ở mùa trước đó làm ăn mày hay là đó là đẳng cấp này? 2v8 ở trong vòng bóng cuối cùng. Nhưng Cap One đang thể hiện phong độ cực kỳ hủy diệt. Quả đen chính xác, Brick là người nằm xuống. Bây giờ quả đen đến từ vị trí của Brick Hoàng cho mình cái bảng Su Noam. Và đó là cái top 1 dành cho bên phía Team Bảo Nam. Bóng Gaming mất top 1 cực kỳ đáng tiếc ở trong map thi đấu thứ 2 ngày thi đấu hôm nay.